Cái đuôi này làm cho hơi khó đi. Sẵn mặt cái đuôi này, hỏi nhớ câu ca dao là cá một đuôi trong mòn con mắt. Xin chào mà Mỹ Nhân Ngư Thanh Trúc. Dạ, em xin chào anh Trịnh Hội cũng như quý khán giả. Cho hỏi là mới Mỹ Nhân Ngư Thiên Kim, tự nhiên sao bây giờ tới ra Mỹ Nhân Ngư Thanh Trúc vậy? Tại vì từ chỗ Thiên Kim hết hơi rồi, không có bơi được nữa quý vị. Cho nên Thiên Kim đã nhờ Thanh Trúc bơi tiếp cho đến Việt Nam. Thì lý do tại sao Thanh Trúc biết khi Thanh Trúc bơi tới Việt Nam là tại vì khi Thanh Trúc tới một cái vịnh nó rất là lạnh, thì Thanh Trúc mới nhìn lên thì thấy trời vịnh đẹp quá, không biết vịnh gì. Thì hỏi mấy người Việt Nam thì người ta nói đây là vịnh Hạ Long. Thanh Trúc cũng có thấy được cái hồ Hoàng Kiếm và cái hồ thở than. Than thở. Oh. Hồ than thở. Dạ, đó là những cái chỗ mà Thanh Trúc đã đi thắm cảnh được. Rồi ngoài mấy cái hồ ra còn thấy hồ không? Có thấy Trúc hồ, Đôn hồ không nhỉ? Ngoài cái hồ ra còn thấy được cái gì, có học được cái gì của văn hóa Việt Nam không vậy? Dạ có, thì tại vì Thanh Trúc là thân phận con gái cho nên đang đi tìm người yêu, thì khi tới Việt Nam thì Thanh Trúc cũng... Hang on. Làm phận làm con gái thì trước đi tìm người yêu hả? Dạ, thì Thanh Trúc mới đi hỏi các cô Việt Nam, hỏi là thân phận con gái của người Việt Nam như thế nào. Thì hầu hết các cô đều nói với Thanh Trúc là khổ lắm, tại vì thường thường yêu nhưng mà không có lấy được cái người yêu mình yêu. Cái đó đúng không anh? Đúng hay không thì không biết, tại vì có bao giờ làm con gái đâu biết. Nhưng mà phận làm con trai thì biết, nhất là phận làm con trai tị nạn, kiểu như Trịnh Hội thì biết rất là nhiều. Nhưng mà em thấy là khi mà em cũng có học được một câu ca dao nữa ở bên Việt Nam, đó là người ta nói là phận con gái là 12 bến nước trong nhờ đục chịu hả? Đúng rồi. Còn phận con trai thì em không biết. Cái này là có lẽ phải nhờ mấy anh tị nạn hồi đó dạy được câu rằng là phận con trai thì nó cũng 12 bến nước, nhưng mà trong thì cũng nhờ, mà đục thì cũng nhờ luôn. Dạ thưa anh, xin thưa đến với quý vị là những gì Thanh Trúc nói chắc là chưa có hết được những cái lời ý của thân phận con gái. Nhưng mà nếu chúng ta tiếp tục theo chương trình thì chị Ngọc Huyền cũng như anh Trường Vũ sẽ kể một một ca khúc gọi là Phận Gái Thuyền Quyên. Và đây là nhạc phẩm của Giao Tiên sẽ được trình bày giống như rằng người cá mới nói, đó là hai giọng ca của Trường Vũ và Ngọc Huyền. Nhìn cái mặt thảm não mà đeo xích xe đạp thì dĩ nhiên là bị bỏ rồi. Phận Gái Thuyền Quyên, có hiểu chữ thuyền quyên là gì không vậy? Dạ không, em từ hồi đó nhờ cứ bơi dưới nước không mà sao biết thuyền quyên là gì. Thì theo cái Hán Việt từ điển đó, thuyền có nghĩa là tàu. Con ve sầu. Ồ, chứ không phải tàu hả? Không. Thuyền là con ve sầu. Còn quyên đó là một người con gái đẹp. Anyway, bây giờ thì có lẽ là Trịnh Hội cần phải hỏi người cá định bơi tới đâu rồi vậy? Dạ thưa, khi em tới Việt Nam thấy gái tội nghiệp quá, đàn bà gì mà yêu cũng không được, mà không yêu cũng không được. Cho nên thôi, chắc em phải xin phép anh bơi qua Trung Quốc. Tại em nghe nói Trung Quốc á, thì trai thừa, gái thiếu. Thì em nghĩ là em có cái chance ở bên kia hơn. Nổi tiếng là Mỹ Nhân Ngư mà suốt ngày cứ thấy đi tìm trai không? Nếu mà nói về tới Trung Quốc á, thì hồi nhỏ ở bên Việt Nam thì họ rất là mê chuyện chưởng. Và cái chuyện mà một trong những cái chuyện mà hay nhất á, là chuyện Lục Mạch Thần Kiếm. Có nhớ Lục Mạch Thần Kiếm không? Của Đoàn Dự không? Cái thằng ngô ngố mà nó thương Vương Ngọc Yến á. Thằng mà có nhất viên chỉ nó xin cái là người ta chết liền. But anyway, họ kể tới Đoàn Dự với Vương Ngọc Yến là tại vì đi sang bên Trung Quốc, đi đến một cái thành phố nó gọi là Dali. Nó thuộc tỉnh Vân Nam, là phía bắc của nước Việt Nam mình, nó nằm ở phía nam của Trung Quốc. Trong cái tỉnh Vân Nam đó có thành phố Đại Lý, và cái thành phố đó hiện giờ vẫn còn cái gia đình họ Đoàn.
Và đặc biệt là người ta, cái truyền thuyết về Nhất Dương Chỉ, về mỹ nhân Vương Ngọc Yến thì nó vẫn còn. Nghĩa hy vọng là đồng bào mình, nếu ai mà có dịp đi sang Trung Quốc, nhất là đi thăm Bắc Kinh, rồi nên đến cái thành Đại Lý, nhất là những người mê chuyện chữ như Hội. Trời, anh kể tới đó em nóng ruột, con phải bơi qua đó liền. Thôi chắc em xin mời quý vị hãy cùng Thanh Trúc đi qua Trung Quốc để mình cùng nghe Doanh Doanh đưa chúng ta qua nhạc phẩm Viễn Du Mùa Xuân.